Mình tên là Dung. Mình xin tự giới thiệu là mình đã từng làm công việc merchandise được 8 năm và hiện tại thì do mình có con nhỏ thì mình không có tiếp tục làm công việc này. Nhưng mình vẫn muốn chia sẻ một chút xíu kinh nghiệm bản thân mình đến những cái bạn mà hiện tại đang có ý định chọn cái con đường nghề nghiệp này để phát triển cái sự nghiệp của mình. Thì mình hy vọng là cái clip của mình sẽ hữu ích đối với những bạn sắp tới đây sẽ chọn cái ngành nghề merchandise là công việc chính của mình. Thì thật ra merchandise nó cái nghĩa của nó đơn giản là người bán hàng, nhưng mà đi sâu vào nó thì nó có rất là nhiều mảng để các bạn học hỏi và làm. Merchandise không chỉ là bán hàng đơn giản là mình bán cái sản phẩm này cho người mua, mà mình là cái người theo dõi cái đơn hàng đó, quyết định là mình có lấy được cái đơn hàng đó cho nhà máy để sản xuất ra và để đi tới được người tiêu dùng hay không. Và bên cạnh đó thì bạn sẽ đảm nhiệm rất là nhiều công việc để hoàn thành cái sứ mạng là bán được cái món hàng đó đến người tiêu dùng. Thì bất kể cái ngành nghề nào cũng cần phải có một người merchandise. Thì mình thì chỉ có kinh nghiệm ở cái merchandise sản xuất ở nhà máy, thì mình chỉ xin chia sẻ một chút xíu kinh nghiệm nhỏ của mình cho cái công việc merchandise theo dõi đơn hàng sản xuất ở nhà máy. Thì bất cứ cái ngành nghề nào cũng vậy hết á. Một cái lưu trình merchandise nó cũng như nhau thôi. Bạn tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng, bạn phát triển mẫu, bạn nhận order, bạn đặt mua nguyên phụ liệu, bạn lên kế hoạch sản xuất, rồi bạn theo dõi sản xuất và xử lý vấn đề phát sinh, rồi bạn cũng phải là người control cái chất lượng sản phẩm, cái người khống chế chất lượng sản phẩm, rồi bạn cũng phải là cái người mà xử lý vấn đề xuất hàng. Rồi sau khi mà xuất hàng xong bạn phải cần, rồi đơn hàng nó có vấn đề gì phản ánh từ khách hàng thì bạn cũng phải là cái người xử lý. Và nếu một thường là xuất hàng thì vẫn vẫn chưa thể nói là đơn hàng mình đã thành công, phải đợi vài tháng sau khi mà cái sản phẩm đó ra thị trường rồi người tiêu dùng họ có cái comment gì về cái sản phẩm đó hay không. Nếu mà bạn không thấy ai phản ánh thì tất có nghĩa là cái đơn hàng của mình bạn đã hoàn thành rất là xuất sắc rồi đó. Còn nếu như mà sẽ có những trường hợp là người tiêu dùng họ sẽ phản ánh lại cho cái buyer và buyer đã phản ánh lại nhà máy, thì có khi là mình phải đền luôn cả cái lô hàng đó các bạn, tùy theo cái những cái quy định trong cái hợp đồng mà nhà máy của bạn đã làm việc với bên buyer. Thì bây giờ mình xin chia sẻ chút đỉnh về cái lưu trình cơ bản của một người merchandise sản xuất nhà máy nhé. Với cái nghề merchandiser quản lý đơn hàng thì về cơ bản thì bạn phải cần có những cái kỹ năng như sau. Cái thứ nhất đó là sourcing, là tìm nhà cung ứng nguyên phụ liệu và tìm nhà máy gia công. Rồi cái thứ hai là bạn phải biết về costing, là tính giá thành. Rồi cái thứ ba là bạn phải biết lập kế hoạch và quản lý tiến độ đơn hàng và cái tiến độ giao hàng của mình cho khách hàng, cho buyer. Thì cái đó mình có thể gọi là planning. Thì ngoài ra thì nếu các bạn biết thêm về những cái kỹ năng khác của ngành xuất nhập khẩu, import, export hay là accounting về bên kế toán, hoặc là bạn biết nhiều về bên về phần kiểm hàng, control quality, hoặc là bạn biết về kỹ thuật về may, hoặc là bạn biết về vải vóc, về nhựa, về quy trình sản xuất, thì nói chung nó sẽ là một cái nền tảng để cho bạn phát triển thêm cái ngành nghề này. Thì những cái đối với những cái công ty lớn á, thì họ sẽ chia merchandise ra nhiều cái bộ phận khác nhau. Có thể sẽ có những cái merchandise họ sẽ chuyên về thu mua nguyên phụ liệu,
Merchandise chuyên về mua vải thôi, merchandise chuyên về đặt hàng, đặt nguyên phụ liệu đóng gói, merchandise chuyên về xuất hàng, merchandise chuyên về làm mẫu, merchandise chuyên về costing, về tính giá thành, merchandise chuyên về thu mua kiếm nhà cung ứng, rồi merchandise chuyên về planning là chuyên làm về tiến độ sản xuất và báo cáo về tiến độ sản xuất cho khách hàng, hoặc là báo cáo cho ông chủ, cho manager, giám đốc của mình. Thì mình thì mình sẽ không có đi sâu về mọi thứ, nhưng mà mình sẽ nói sơ qua về cái lưu trình của một merchandise, từ đầu tiên nhận đơn hàng cho đến khi xuất hàng. Thì có thể là sẽ có những cái sơ sót, thì mong là các bạn sẽ góp ý cho mình. Thì mình đặt ví dụ như mình là một buyer của Adidas, thì nó sẽ có hai cái trường hợp để kết nối với nhà máy. Thứ nhất là mình sẽ tự đi tìm nhà máy, hoặc là nhà máy sẽ tự tìm đến mình. Thì cho dù là ai tìm ai, thì cái đầu tiên mà cần phải có đó chính là một cái mẫu, cái sample. Thí dụ như không có mẫu thì cùng mình cũng phải có bản vẽ từ nhà, từ buyer cung cấp cho nhà máy, hoặc là nhà máy chào hàng cho buyer. Thì nói chung là đều sẽ có một cái sample đầu tiên hết. Thì mình đặt trường hợp như là buyer này tìm đến nhà máy, thì họ sẽ đưa ra một cái bản vẽ. Nếu như họ chưa từng có cái mẫu này thì họ sẽ đưa ra một cái bản vẽ, và họ sẽ đưa ra một cái idea gì đó về cái sản phẩm đó. Thì họ sẽ yêu cầu nhà máy là làm ra một cái mẫu với cái idea của họ, như là cái sản phẩm nó sẽ màu này, hay là nó sẽ dùng cái nguyên vật liệu này, hay là nó sẽ có hình dạng như thế nào đó, hay là nó có những cái tiêu chuẩn kỹ thuật thông số như thế nào đó. Thì họ sẽ yêu cầu nhà máy làm ra một cái development sample cho cái buyer, họ review, họ xem coi là cái kỹ thuật, cái năng lực của nhà máy đó có đáp ứng được với những cái yêu cầu trong cái sản phẩm đó hay không. Thì merchandise sẽ là cái người đứng giữa tiếp nhận cái thông tin từ khách hàng và truyền đạt lại cho nhà máy. Tại vì nhiều khi những cái nhà máy họ họ là một công ty người Việt Nam đi, họ sẽ không biết tiếng Anh, thì cái người merchandise họ sẽ tự là một cái người phiên dịch cho nhà máy, kết nối giữa buyer và nhà máy. Thì khi mà họ truyền đạt những thông tin yêu cầu cho nhà máy sẽ làm ra cái mẫu đó. Thì khi làm ra cái mẫu đó, nó sẽ có liên quan đến rất là nhiều thứ, giống như là họ sẽ đi searching tìm nhà cung ứng để cung cấp những cái nguyên phụ liệu thích hợp với lại cái yêu cầu của buyer đưa ra. Rồi họ sẽ design cái mẫu đó, họ sẽ làm một cái sơ đồ mini về rập để họ cắt, họ làm như thế nào đó để làm xong một cái sản phẩm đẹp nhất, tốt nhất cho buyer. Thì đi song song với việc làm mẫu thì họ sẽ báo luôn cái giá cho bên buyer, họ consider, họ review. Thì khi bạn muốn có một cái báo giá thì bạn cũng phải đi tìm nhà cung ứng và yêu cầu nhà cung ứng báo giá cho bạn. Thì trong quá trình họ báo giá thì mình có thể gọi nôm na là mình trả giá với lại nhà cung ứng, mình thương lượng về giá cả. Thì mình rồi để mình có được một cái giá, mình thấy đó là cái rẻ nhất, hoặc là cái một mình nói một cách gọi là nó khách quan hơn, là một cái giá tốt nhất mà cái sản phẩm đó nó gần gần hoặc là đáp ứng hoàn toàn yêu cầu của buyer. Thì mình sẽ chọn nhà cung ứng đó. Tại vì có những nhưng mà nói chung là mình sẽ tìm cái giá tốt nhất và là cái nhà cung ứng tốt nhất. Ví dụ như họ giá thành tốt, mà cái tiêu chí là giá thành tốt mà sản phẩm cũng phải tốt, thì cái đó là một cái kỹ năng, đó cũng là một cái kỹ năng các bạn cần phải học. Thì khi mà mình đã có cái giá thì mình sẽ làm một cái báo giá cho khách hàng. Mình nói sơ sơ về về báo giá ha. Mình nói đơn giản thôi, ví dụ như một cái áo thun như mình đang bận đi thì sẽ tốn một da nửa da vải. Thì mình ví dụ như một da vải đó họ họ báo mình là 4.000 một da, thì có phải là mình tính vô cái đơn giá là cái áo này tốn 2.000 đồng cho nửa da không? Thì 2.000 đồng, ví dụ như áo mình nó có bo tay đi, nó có vải bo, thì mình tính thêm 500 đồng nữa là 2.500. Rồi
Ví dụ áo nó có nút, đi thì mình sẽ tính luôn cái tiền nút là, ví dụ áo nó có hai cái nút thì mình tính hai cái nút là khoảng 500 đồng đi, là khoảng 3.000 là đúng không? 3.000. Rồi nếu mà cái áo này nó có hình thiêu thì cái hình thiêu nhà bên 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 chỗ mà cái xưởng thiêu họ báo giá với bạn là một cái hình thiêu sẽ là 3.000, thì hồi nãy là 3.000 với 3.000 là 6.000. Rồi cộng mình phải cộng thêm luôn cái tiền mình làm hồ sơ, mình làm giấy tờ in ấn document này nọ, rồi mình cộng thêm 1.000 nữa là 7.000. Rồi mình cộng thêm cái tiền công mà mình ngày mai mình làm, ví dụ như mình báo là cái áo này làm trong vòng 4 phút, khi mà mình thử ở dưới sản xuất đó là làm trong vòng 4 phút thì những người mà ở bên phòng mẫu họ sẽ báo mình ờ cái áo này sản xuất ở đại trà trong vòng 4 phút sẽ được cái áo, thì mình sẽ báo 1 phút, mình tính thành là 1 phút là 1.000 đi, thì cái công áo này sẽ là 4.000, 4.000 cộng với 7.000 thì có phải là 11.000 không, thì mình sẽ báo cái giá 10 cái đó là mình chưa tính chỉ tất cả những cái khác nha, thì mình tính chỉ thêm 1.000 nữa là 11 là 12.000, thì mình sẽ báo cái giá FOB cho khách hàng là 12.000. Thì theo khi khách hàng nhận được cái mẫu, nếu mà họ không có gì bình luận, không có gì mà để ý kiến thì họ sẽ coi về giá, hoặc là nếu mà cái mẫu nó chưa có thích hợp với yêu cầu của họ, họ sẽ yêu cầu mình làm lại, đến khi nào mà nó ok thì thôi. Thì khi mà họ coi giá thì họ cũng giống như mình trả giá với bên bên nhà cung ứng thôi, họ cũng sẽ trả giá với mình, hoặc là thì mình hai bên sẽ thương lượng với nhau để đưa ra một cái quyết định cuối cùng có lợi cho hai bên. Thì cũng có những trường hợp là khách hàng họ nói là cái áo này cái vải này nó mắc tiền quá, thì mình có thể thương lượng lại cái giá với lại bên 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 nhà cung ứng. Có những trường hợp là có thể đổi luôn cả cái loại vải luôn để có được cái giá rẻ hơn cho khách hàng. Thì làm sao để cho hai bên đưa ra một cái quyết định cuối cùng mà nhà máy mình nhận được đơn hàng, khách hàng có cái nhà cung ứng gia công cho họ thì cả hai bên đều có lợi. Thì sau khi mà khách hàng họ ok hết về cái mẫu mã, về cái giá thành, thì họ sẽ yêu cầu mình lập kế hoạch cho họ. Thí dụ như họ họ báo với mình đó là ngày năm 1 tháng 5 là sẽ giao hàng cho họ đi. Mình xin lỗi nha, tại vì mình có con nhỏ đó thì nó khóc nó quấy quá, thì mình bây giờ mình nói tiếp ha. Hồi nãy mình nói tới cái phần mà sau khi mà họ ok về giá thành và về cái mẫu mã thì họ sẽ yêu cầu mình làm cái tiến độ đơn hàng. Họ sẽ cho mình một cái ngày gọi là ngày in warehouse, là cái ngày họ yêu cầu là cái hàng đó phải nằm trong kho của họ. Thí dụ như cái xưởng đó ở Việt Nam và cái kho đó ở bên Mỹ, thì họ sẽ nói là ví dụ như họ nói 1 tây tháng 5 là mình là hàng này phải có về kho, thì mình phải tính là cái thời gian đi tàu nó thường là khoảng 3 tuần, 2 tuần hay 1 tháng mới tới nơi, thì mình phải cái ngày mình xuất hàng phải trước cái ngày mà in warehouse của họ khoảng 1 tháng đi, mình thí dụ 1 tháng đi, thì 1 tháng đó mình sẽ tính lùi lại là sản xuất ra, ví dụ như cái lượng hàng là 10.000 thì sản xuất cái áo này 10.000 trong vòng nửa tháng, thì mình phải tính tiếp là nửa tháng nữa. Rồi mình phải tính tiếp là cái ngày mà mình nhận vải, nhận nguyên phụ liệu là mất hết 2 tuần, thì mình phải tính lùi thêm 2 tuần nữa, và mình cứ tính lùi lại, và mình phải tính luôn cái ngày mà kiểm hàng nha các bạn. Những cái lúc mà mình làm mẫu cái này cái kia thì mình phải tính lùi lại cho khách hàng, làm ra một cái gọi là T&A, là time and action, là cái thời gian và hành động và làm việc của mình đó. Mình tính lại mình đưa cho khách hàng để họ coi là cái ngày này nó có ok không, nó có khả quan để họ nhận được cái đơn hàng này đúng cái ngày đó hay không. Nếu mà họ cảm thấy không khả quan, họ có thể đi tìm một cái nhà máy khác. Và các bạn nên nhớ, khi mà họ trước khi họ muốn đặt hàng cho mình là họ cũng đã đi tìm rất là nhiều nhà cung ứng trong cùng một lúc, thì mình phải làm sao để cho họ cảm thấy mình là một cái nhà cung ứng gia công tiềm năng của họ để họ chọn mình. Thì mình sẽ cố gắng mình làm sao, thứ nhất là thời gian phải phải khớp với cái ngày họ yêu cầu, và chất lượng tất cả phải theo cái yêu cầu của họ để có được cái đơn hàng đó. Thì nếu mà họ đã chấp nhận cái tiến độ đơn hàng của mình, cái kế hoạch của mình rồi, thì họ sẽ yêu cầu mình làm mẫu tiếp. Thì bên cạnh đó mình cũng sẽ yêu cầu bên nhà cung ứng cho mình một cái láp điếp của vải, hoặc là những cái nguyên phụ liệu có màu sắc mà mình cần phải review trước khi mà review và mình approve, mình duyệt
trước khi mà mình tiến hành cái đơn hàng sản xuất, thì những cái lab deep đó không phải là chỉ có nhà máy mình duyệt mà buyer họ cũng phải duyệt qua, có thể là họ sẽ đóng mộc, họ ký tên gì đó để họ duyệt cái mẫu đó. Thì lab deep có nghĩa là một cái bảng màu, một cái bảng màu về nhuộm. Thì khi mà bạn biết mà khi mà mình nhuộm một cái vải trong cái một cái sản phẩm á, nó ra từng lót thì mỗi lót nó sẽ không màu, nó sẽ không giống nhau. Ví dụ như cái áo màu đen của mình đi, thì khi mà họ nhuộm ra có thể nó sẽ màu, nó sẽ lợt hơn cái mẫu gốc mình đưa cho họ, hoặc là nó sẽ đậm hơn, nhưng mà nó sẽ có một cái tiêu chuẩn họ cho phép là 90 hoặc là 80 họ sẽ ok, mà nếu mà nó khác biệt 70 hay 60 quá đối với cái mẫu gốc thì họ sẽ không đồng ý, và họ sẽ bắt cái bên bên nhà cung ứng vải họ sẽ làm cái màu phải gần giống với cái họ nhất. Thì khi mà họ đưa mình cái lab deep đó, mình sẽ coi nó so màu, coi nó có giống với cái, nó có gần giống với cái mẫu gốc không. Mọi thứ ok hết, mình sẽ yêu cầu họ cũng làm một cái kế hoạch cho mình y chang như là những cái gì phải ở yêu cầu mình. Mình nói với họ là cái ngày đó tôi phải cần có vải, cần có nguyên phụ liệu, thì họ làm kế hoạch sao để cho mình biết được là họ sẽ giao hàng đúng cái thời hạn cho mình. Và mình phải hỏi họ luôn là ví dụ mình yêu cầu họ 5.000 da, tại vì số lượng 10 ngày thì 5.000 da đi, thì họ phải giao cho mình cái lot nó phải là 0.3, 0.5, chứ không phải họ chỉ giao đúng cho mình 5.000. Thì hỏi họ là năng lực sản xuất của bạn là một ngày ra được bao nhiêu da. Mình phải hỏi rất là nhiều thứ để mà mình chắc chắn rằng họ có thể cung cấp cho mình đúng số lượng trong cái thời gian mà mình yêu cầu. Thì khi mọi thứ ok hết, mình sẽ yêu cầu họ làm cho mình cái mẫu, một cái mẫu khoảng chừng 1 da, 2 da gì đó, để mình làm ra vài cái áo mẫu tươi cho khách hàng. Thì khách hàng sẽ kiểm tra lại kỹ thuật, kiểm tra lại màu sắc. Và nếu khách hàng có bất cứ comment hay là có bất cứ những cái bổ sung gì đó trên cái sản phẩm, họ sẽ yêu cầu mình. Thế là họ nói họ bỏ hình thiêu, hoặc là thiêu cái hình thiêu khác, hoặc là dùng cái loại chỉ khác hay như thế nào đó, họ sẽ yêu cầu cho mình. Thì khi tất cả có những cái yêu cầu đó nó sẽ nằm trong cái tách bách. Rồi đến khi mà mình làm mẫu mà khách hàng ra được một cái gọi là cái final tách bách rồi, thì mình lấy cái tách bách đó về, mình sẽ làm ra một cái worksheet. Cái worksheet có nghĩa là một cái bảng chỉ dẫn sản xuất cho nhà máy của mình. Thì nhà máy, ví dụ nhà máy của mình là nhà máy Việt Nam, thì mình cái tách bách đó là của tiếng Anh hay tiếng Hoa, thì mình phải dịch ra tiếng Việt cho người ta hiểu, đọc người ta nhìn vô cái worksheet là người ta hiểu người ta phải làm cái này nhãn giặt care label phải mai ở bên trái ở bên phải người mặc, rồi main label nhãn chính phải mai ở đâu, rất là nhiều cái chi tiết. Rồi và chỉ thì mình dùng loại chỉ gì, rồi chỉ thì mình mai là cái khoảng cách đó là hồi vậy chính một inch bao nhiêu mũi, nó có rất là nhiều tha cái yêu cầu quan trọng mà mình phải bỏ vô trong cái worksheet để cho người ở dưới xưởng họ hiểu, nhất là những cái người mai đóng gói, tất cả bộ phận đều phải biết hết, đều phải biết là yêu cầu những cái gì. Rồi sau khi mà mình làm ra cái worksheet rồi bắt đầu mình làm một cái mẫu gọi là resample cho khách hàng duyệt trước khi sản xuất, là cái mẫu đó có thể là nó sẽ đóng cái mộc của khách hàng trong đó, để cho ở dưới sản xuất họ sẽ nhìn theo cái mẫu đó để mà họ làm theo tất cả những cái tiêu chuẩn QC ở nhà máy, hay là giám đốc, tất cả mọi người đều nhìn theo cái mẫu đó để làm ra một cái sản phẩm. Thì thật ra thì nếu mà làm ra thì không biết 100% được, nhưng mà ít nhiều bạn phải tiêu chuẩn, bạn phải 90 với những cái yêu cầu họ đặt ra, ít nhất là như vậy. Rồi sau khi mà mình làm xong hết rồi, mình phải họp sản xuất các bạn. Mình họp với tất cả các bộ phận nhà máy, bộ phận bên vải, bên kho, bên nguyên phụ liệu, bên mai mẫu, tất cả là mình phải họp chung để nói với cho họ biết về những cái thông số kỹ thuật và những cái ghi chú quan trọng mà khách hàng họ yêu cầu cho mình. Rồi thì sau khi mà ok xong hết thì họ có thể yêu cầu mình làm một số mẫu như là photo sample. Thì photo sample nó giống như là những cái mẫu cho họ chụp hình để mà họ đăng lên trên mạng, hoặc là họ làm quảng cáo, rồi mình làm mẫu shipping cho khách hàng coi để mà họ báo hải quan, khi mà hàng mình muốn xuất thì mình phải đưa cho hải quan coi cái áo đó là mình xuất cái gì, thì mình đưa cho hải quan. Rồi khi mà họ import, họ nhận hàng, thì hải quan của họ cũng phải biết là bạn nhận họ nhập cái hàng gì về, mình phải có cái mẫu đó cho họ.
gọi là shipping sample. Rồi mình sẽ làm rất là nhiều mẫu trong đó. Họ yêu cầu mẫu gì thì mình làm mẫu đó. Có những khách hàng thì họ sẽ không đặt đại trà liền mà họ sẽ đặt cho mình cái sale sample trước. Thì cái sale sample có thể là một size có vài chục cái thôi, thì họ sẽ treo trên cái store của họ ở bên nước ngoài hay là ở đâu đó, họ sẽ treo trước để họ coi cái phản ứng khách hàng có thích cái mẫu này hay không. Nếu mà khách hàng họ thích cái mẫu đó, họ mua nhiều thì họ sẽ đặt nhiều. Thì khi mà mình làm mẫu thì sẽ có những cái lần khách hàng họ sẽ cho QC của họ đến kiểm tra. QC nhà máy của mình cũng phải theo cái tiêu chuẩn của họ để mà kiểm. Thì QC của họ sẽ là người kiểm final cuối cùng. Kiểm hàng thì sẽ có rất là nhiều qua công đoạn, thì tùy khách hàng. Thì có những giai đoạn là mới lên truyền họ sẽ kiểm, hoặc là giữa truyền họ sẽ kiểm một lần nữa, coi nếu mà có những cái trường hợp nào hư phát sinh mà sai thì họ sẽ khống chế được ngay từ ban đầu. Nếu mà nó ra hết một loạt thì rất là khó, có những trường hợp rất là khó sửa thì họ sẽ khống chế, họ sẽ kiểm từ trên truyền luôn. Thì cuối truyền họ sẽ kiểm thêm một cái nữa. Thì sau khi mà hàng ok hết, đóng gói, đi thiêu, đi giặt gì đó về, khách hàng yêu cầu là hàng này phải đi giặt gì đó, đi thiêu hoặc đi nhợm gì đó, hoặc là đi in gì đó, thì sau khi hết tất cả họ sẽ đóng gói. Đóng gói xong thì khách hàng QC của họ sẽ đến kiểm tra final lần cuối để xuất hàng. Thì có những cái merchandise họ cũng phải biết làm packing list cho bên QC họ kiểm tra. Thì QC họ yêu cầu những cái tài liệu gì thì mình là merchandise thì mình sẽ cung cấp cho họ cái đó để họ biết, họ kiểm hàng cho khách hàng. Thì khi mà hàng ok hết, nhưng mà trong cái quá trình mà họ kiểm hàng có những vấn đề phát sinh thì mình sẽ thương lượng lại với khách hàng. Có những trường hợp các bạn biết đó, là nhà máy làm sai cái tiêu chuẩn á, bỏ hết tất cả để làm lại. Cho nên là cái quá trình sản xuất rất là quan trọng lắm. Có được đơn hàng là đã khó rồi, mà xuất được hàng còn khó hơn nữa. Thì sau khi mà xuất được hàng thì mình bắt đầu sẽ làm báo cáo cho khách hàng. Đó là cái quy trình mà làm ra được một cái đơn hàng, từ đầu khi nhận được đơn hàng đến khi xuất hàng. Thì mình hy vọng là cái chia sẻ này của mình sẽ hữu ích đối với các bạn đang quan tâm đến cái ngành nghề merchandiser. Thì mình hy vọng là trong cái video lần sau thì mình sẽ có những cái chia sẻ chi tiết hơn mình sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa từ những cái kinh nghiệm bản thân của mình. Xin chào và tạm biệt các bạn.